tổng hợp những tình huống hài động vật không cười không lấy tiền phần 3. Mấy ông này nhìn rất khả nghi, yêu cầu xuống xe xuất trình giấy tờ. Dạ dạ em tới liền đây. Anh Châu xem giúp em. Thôi đi đi, tao giỡn đó, khu vực này tao đâu có quản lý. Chơi kỳ với cha nội, quỷ sứ làm múa hồn hà. Thôi tụi em đi nha. Tiếp theo là tình huống qua cầu của hai con bot. Để tao qua trước cho. Đó, thấy dễ không, cứ làm y như tao là được. Quỷ mực ghê vậy trời, giờ mình qua kiểu gì đây ta? À, tao nghĩ ra rồi, cây cầu này không dành cho chó đâu. Đường này mới đúng nè mực ơi. Tao thật là thông minh, đi nó dễ mà nó mát cái mình gì đâu á. Mốt bớt thể hiện đi nghe hồn. Ăn cà rốt không mấy em, chị cắn cho 2 cân nha. Cắn xong cô gái tới định cho ăn thì mẻ lạc đà đứng dậy phun thêm bãi nước bọt vô mặt. Bà đi mà cho chó ăn, đồ thứ mất vệ sinh, đúng là con lạc đà phục trúc nhất hệ mặt trời mà. Mấy anh bạn động vật hề hước chưa bao giờ làm chúng ta thất vọng. Cảm ơn mọi người đã quan tâm, theo dõi và đừng quên bấm nút đăng ký kênh Tin 3 Phút Hài để tiếp tục theo dõi những tình huống giải trí hài hước trong cuộc sống nhé.